sự thật buồn cười khi người giàu Việt thích tôm hùm Mỹ. Thưa quý vị, một trong những loại thực phẩm được nhập khẩu từ Mỹ và gây sốt ở Việt Nam hiện nay là tôm hùm. Tôm hùm bán tươi sống và đông lạnh ngập tràn các trang mạng bán hàng sách tay và các cửa hàng bán thực phẩm nhập khẩu với giá khoảng 1 triệu đồng 1 kg. Trên thị trường hải sản, tôm hùm Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam có hai loại, gồm tôm tươi sống và tôm đông lạnh. Tôm hùm Mỹ tươi sống tại Việt Nam đang được bán với giá từ 1 đến 1,3 triệu đồng cho 1 kg tôm hùm đông lạnh chỉ bằng một nửa, khoảng 500.000 đến 700.000 đồng một kg. Đa số khách hàng Việt lựa chọn loại tươi sống thay vì hàng đông lạnh. Tôm hùm nhập khẩu tươi tại Mỹ về tới Việt Nam vẫn có mức giá rẻ hơn nhiều so với một số loại tôm hùm của Việt Nam như tôm hùm bông có giá 1,2 đến 1,9 triệu đồng một kg. Tôm hùm xanh 1,2 đến 1,7 triệu đồng một kg loại tươi sống. Trung bình, tôm hùm về đến Việt Nam nặng khoảng từ 1 đến 2 kg một con. Khách hàng thường lựa chọn mua một con lớn, nhưng con lớn khi luộc hay hấp ra nhiều nước hơn con nhỏ. Khách hàng cũng hay mua hai con nhỏ, khoảng 600 đến 800 g vừa đủ ăn lại hợp lý về giá hơn. Giá của tôm hùm Mỹ có thể thay đổi liên tục theo từng thời điểm. Vào mùa đánh bắt như hiện nay, giá có thể rẻ hơn. Trên thị trường, giá tôm hùm chỉ còn 900.000 đồng và cũng là lúc dễ mua được hàng nhất tại Việt Nam. Tôm hùm và mâm cơm Việt được chế biến theo cách nướng phô mai, luộc bia hay tôm hùm xào gừng. Dù có giá triệu bạc ở Việt Nam, nhưng thời điểm cách đây khoảng 5 năm, tôm hùm ở Mỹ chỉ dành cho người có thu nhập thấp, thậm chí bày bán đầy mà không có ai chọn lựa. Chị Vũ Tê Thu Trà đến từ Đại học New York chia sẻ với báo Đất Việt, tôm hùm Mỹ sốt giá trong khoảng 5 năm gần đây, chứ trước đó vốn được coi là món thực phẩm nghèo dinh dưỡng và chỉ bán cho những người có thu nhập thấp. Tôm hùm hay còn gọi là lobster ở Mỹ từng có thời gian bán giá rất rẻ, chỉ 7-8 đô la Mỹ một bao, khoảng 300.000 đồng một kg. Sản phẩm này không được đánh giá cao tại Mỹ, mùi vị của nó gần như không có gì đặc biệt cả. Khi chế biến, thông thường người ta phải cho rất nhiều gia vị mới thấy được sự thơm ngon của thịt tôm. Có thời điểm mình ra ngoài chợ thấy bán đầy mà không ai quan tâm và chọn nó cả. Tôm này còn được bóc ra để kẹp trong bánh mì và bán với giá cực rẻ cho người nghèo. Chị trà chia sẻ như vậy. Thay vì tôm hùm, người Mỹ thường lựa chọn tôm thường, shrimp, bạch tuộc, sò điệp có nhiều dinh dưỡng hơn và chế biến thì cũng dễ dàng hơn. Chị Trà cũng thông tin thêm rằng mình nghĩ rằng vì các chiến lược marketing nên tôm hùm được bán với giá cao hơn nhiều so với trước đây. Tại siêu thị, tôm hùm được bóc vỏ, chỉ có đuôi và bán đông lạnh có giá từ 10 đến 20 đô la Mỹ một bao, tương đương khoảng 450 đến 900 nghìn đồng một kg. Theo mình thấy, đến nay người ta cũng vẫn ít lựa chọn tôm hùm trong các bữa ăn gia đình. Dù giá tăng nhưng việc không chọn mua nó là không phụ thuộc vào giá cả. Anh Giác Minh, một du học sinh Mỹ cũng cho biết thông tin này Tại chuỗi siêu thị Sprut, tôm hùm chỉ bán phần đuôi, được giảm một nửa giá cũng còn 4,77 đô la Mỹ một bao, khoảng 200.000 đồng một kg. Anh cho hay, đa phần tôm hùm được bán đông lạnh chỉ có bán đuôi và là mức giá khá rẻ, phù hợp với túi tiền của du học sinh. Theo tìm hiểu, tôm hùm vào khoảng thời gian cuối năm 2010 có giá còn rẻ hơn cả xúc xích. Giá bán buôn ở tiểu bang Maine chỉ còn 2,25 đô la Mỹ một bao, tương đương 90.000 đồng một kg. Sau khi thâm nhập vào thị trường châu Á, loại hải sản này đã tạo ra cơn sốt ở tầng lớp trung lưu tại Trung Quốc, Hàn Quốc. Theo các số liệu thống kê mới đây từ Mỹ, kim ngạch xuất khẩu tôm hùm của nước này sang các thị trường châu Á đã tăng cao kỷ lục trong năm qua. Trong đó, người Việt đã chi hơn 700 tỷ đồng cho nhập khẩu tôm hùm Mỹ. Mức chi này đã tăng 200 lần trong giai đoạn 2010-2016.